Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng các bạn đã đến với một video mới. Không, như vậy không phải là cách chào của tôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Và ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn đó, mấy bạn thấy đằng sau lưng của mình có gì chưa? Trời ơi, anh em của mình đó bạn ơi, màu xanh đi hệt như mình luôn. Ok bạn ơi, thì xin giới thiệu với bạn, chắc bạn nhìn con nhân vật này các bạn cũng biết rồi. Đây chính là con Husky mọi người ơi. À, nhưng mà cái này không phải là Husky thiệt đâu nha, mà đây chính là Hero Team đó mọi người ơi. Chào cái coi. Ủa ai là Sam vậy? Ai là Sam, ai là Mui, ai là Kai, ai là Si vậy? Bây giờ tất cả mọi người đứng thẳng. Bây giờ đấy, xong rồi ai đúng thì ngửa người ra phía trước. Đúng rồi. Vậy hả, tôi đoán nha, bên này là Sido nè, ông mới ngửa người nè, bên này Sido đúng không? Rồi đúng rồi nè, bên này Camui rồi, nhìn là biết rồi. Camui nè, hồi nãy đúng rồi nè. Ở giữa thì chắc chắn là chỉ có thể là Sammy thôi, trời tôi cá chắc luôn. Đó đúng rồi. Bên này thì hơi khó nha, để coi. Bên này là Kairon đúng không? Yeah, trời ơi hay quá, trời ơi tôi đỉnh quá bạn, tôi VIP ghê luôn á. Ok bạn ơi, và ngày hôm nay nè, chào mừng các bạn đã đến với một video Minecraft trốn tìm nữa của mình nha. Và lần này không phải là trốn tìm bình thường, mà chúng ta sẽ cùng nhau đến với trốn tìm Husky nha mọi người nha. Có nghĩa là sao, như những video lần trước mà mình đã quay cho các bạn xem, đó chính là con Husky này sẽ là người đi tìm nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng các bạn cũng biết luật chơi, cho nên mình sẽ không ngừng nói luật chơi đâu. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video liền luôn, để cho đỡ mất thời gian của các bạn nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ là subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team: Siro, Kairon, Camui, Mèo Simmy, Sammy, còn ai ta? Mr. Dịch, Kairon. Trời lâu quá không quay với Hero Team, riết quên tên hết các bạn ơi. Đó, để đăng ký hội mọi người. Thôi, chị đang bế anh. Gì vậy? Trời ơi. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi, tìm chỗ trốn đi nào mọi người ơi. Tôi đã tìm được chỗ trốn rất là hay nè. Đây đây đây, mấy bạn coi mình nè. Mình có chỗ này trốn hơi bị hay nè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi xuống. Mùi ơi, quay mặt chỗ khác nha, không được quay lại đây nha. Người ta còn đang bận mãi bắt qua nè. Rồi ok, mình kiếm được cái chỗ trốn hơi bị hay luôn. Mùi không thể nào kiếm ra mình. Ok, ở này quả là Mùi sẽ không bao giờ kiếm được đâu. Rồi ok, mọi người trốn xong chưa nha? Rồi. Xong rồi nha. Xong rồi, anh không kiếm được cái chỗ trốn hay lắm. Cảm ơn, không kiếm được anh đâu. Từ em trốn mà cái chân em ló ra ngoài. Không được, em thấp vô lại, Rồi vậy. Của em. Tôi biết chỗ của Phong Cần nè. Rồi ok, rồi em núp xong rồi đó Mùi ơi. Tao nhỏ đấy chị, trời ơi. Đấy, chị kiếm nhỏ nè, em lại lại rồi nè. Rồi, 5 phút của Camui bắt đầu. Camui đi kiếm đi Mui ơi. Ôi, mình thấy Mui kìa bạn, con thấy Mui kìa. Ngon quá, ăn được ta. Ủa trời ơi, chị ơi, đừng ăn đó chị ơi. Trời ơi, đi kiếm đi. Ăn cái gì mà ăn, chị chỉ có 5 phút thôi á, chị lo đi kiếm đi. Thế sao, chị đang thấy một người nè, đứng lại. Oh no, Sammy. Sammy của tôi. Trời ơi, Sammy, chạy đi Sammy. Chạy nhanh lên. Chị đang về học được đây. Trời ơi, Mui không ôm em mà Mui đừng ôm em. Xong rồi. Đừng ôm em. Em không yêu chị đâu. Nhưng mà khoan đã, tại sao tôi thấy Camui chân dài mà Camui biến thành Husky chân Camui dài lên mà Camui vẫn chạy chậm vậy ta? Cái gì kỳ vậy? Mình núp ở cái chỗ mình không biết diễn biến ở trên kia như thế nào á. Rồi mình thấy cùng quá. Còn nửa tim gì ơi, em yêu chị. Hãy cho em không yêu em. Trời ơi, các bạn thấy không? Các bạn có thấy cái cảnh mà tôi mới vừa thấy không? Sammy bị Camui đánh ở trước mặt mình luôn, sợ quá. Chết Sammy đánh trước mặt Phong sao? Ôi trời ơi, tôi lỡ tôi nói rồi. Rồi xong rồi, Phong tôi lỡ tôi nói rồi. Rồi ơi. Hay là em ở trong cái bánh này. Không có đâu, không có đâu. Camui còn non lắm, Camui không kiếm được đâu Mui ơi. Nhưng mà thay vì bây giờ á, chị kiếm em á thì sao chị không đi kiếm người khác đi? Ha, sao mình không đi kiếm người khác nhở? Trời, người ta hỏi là gì non? Non chị em không? Trời ơi, 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 trời ơi,
mình đang gọi là đang vui mừng bởi vì ca mui tưởng là ca mui không thấy mình, ai về đâu bà thấy. Trời ơi là trời ơi. Không sao Sam ơi. Sam ơi. Sam Sam. Chúng ta bây giờ đã về thành một đôi rồi, không sao đâu. Chúng ta vẫn sẽ ở mãi bên nhau Sam nhé. Chúng ta vẫn sẽ ở mãi bên nhau Sam nhé. Trời ơi, tôi phải quay cảnh mà mua bây giờ lên mất ông râu cái ông râu ngoài lấy thế. Râu bốc hơi luôn rồi, râu bốc hơi luôn rồi. Ông râu bốc cao luôn. Sắm sắm chờ nha mua nha, hiện tại mua còn 1 phút 15 giây, cố lên mua ơi. Cái gì vậy? Mỗi người được 5 phút mà chị kiếm, nãy giờ chị lo chị vòng vòng vòng, chị không lo kiếm thì chị gọi là bị thua hết thời gian rồi đúng rồi. Chị đuổi theo Sam trong vòng có 1 phút thế nhiều mà. Thì ai biểu chị đuổi chậm quá chi, rồi chị thua đang chịu. Nhìn nó kia nhìn một kỳ rồi. Diêm ơi, Diêm ơi, yên tâm đi Diêm ơi, cái Diêm thắng chắc rồi, cái Diêm thắng chắc rồi. Ồ, thật hả? Wow. Không làm ta. Em mà sẽ thử đi tìm Diêm. Ê, cài thăm nha, cài nó một cái chỗ đúng thăm luôn á. Gai không, gai không? Đến không, đến không, đến không? Đến má cái đúng cái tôi à, tôi à, tôi đến hiện tại à, tôi đang quay ca mui nè các bạn. Tôi đang quay từ phía trên xuống, tôi thấy ca mui rất là cute các bạn ơi. Nhưng mà lúc mà tôi biết rõ, tôi nhìn đáng sợ, dễ sợ luôn. Trời ơi trời. Ủa nhưng mà cây đo núp ở đâu vậy ta? Tôi cũng đang tò mò lắm các bạn ạ. Hay tôi thấy cây đo núp đi Phong, em thấy đúng đỉnh luôn á. À, ghê, mình thấy cây đo núp đây rồi bạn ơi. Ghê, đỉnh, được. Xin chia buồn Camu nha, thì Camu đã hết thời gian rồi. Ok, vậy thì coi như là trận này thì đã có hai người giành chiến thắng, đó chính là Mèo Simi và Kairon. Ok, được rồi, mình sẽ để điểm cho hai người đó nha, lấy kim cương đi chấm điểm nào. Ok, Mèo Simi và Kairon. Rồi, ok bạn ơi, thì coi như trận vừa rồi là Simi và Kairon thắng nè. Và bây giờ trận tiếp theo, tôi Xuân Phong, tôi bấm trước nè, mọi người tránh ra tôi. Mọi người tránh ra, đây. Ok, được nè. Bấm nè. Yes, màu xanh. Hay quá, màu xanh. Thì tôi phải đi chốt tiếp rồi. Ok, tin lực ai? Xem hả? Màu xanh. Dạ. Ê, nè, tôi nói mọi người biết nha. Tính ra người nào bấm gọi là sâu gần cuối á, là mới là gặp nguy hiểm á. Mới là trúng cái màu đỏ dễ hơn đó. Rồi, ok, Siro màu xanh luôn. Rồi. Yes. Ca môi màu xanh. Còn cái với chị thôi. Mà ơn chú gì lại đi tốt. Ok, cài đòn với Sammy nè, bấm đi. Ok. Yeah, rồi ok. Người đi tìm sẽ là Sammy. Sammy quay mặt cái chỗ khác. Ok, đi trốn nào mọi người ơi. Ok, để mình kiếm chỗ trốn coi. Mình sẽ trốn ở đâu bây giờ ta. Chỗ nào vậy nha. Đúng rồi, trốn ở đây đi. Ok, rồi ok. Tôi trốn xong rồi nha. Rồi, đến đâu rồi. Môi xong chưa? Xong rồi. Rồi xin xong chưa xin? Xong rồi. Ok 3, 2, 1. Xong hết rồi đó, bọn tôi trốn xong hết rồi. Giờ Sam đi kiếm đi Sam ơi. Hết cái tao nhỏ xin nhau. Ok, ơi Kai ơi, tính ra bọn mình đứng ở đây bọn mình có thể thấy được Sammy luôn á Kai. Đúng rồi các bạn ơi. Núp, coi chừng bị thấy bây giờ. Chắc chắn mọi người sẽ quanh đây thôi. Tôi sẽ đánh thôi được. Ê Kai ơi, coi chừng ông ló cái mông ra ngoài người ta thấy bây giờ kìa. Bạn yên tâm, mình chốt được. Ủa mà sao từ nãy giờ Sam chưa kiếm được người nào hết vậy ta? Sam ơi. Trốn rồi vậy ta? Từ, không thể nào. Không phải đâu, không phải. Trời nấy kiếm được nha. Không phải mọi người trốn mà đồ đâu mà do Sam nước đó Sam ơi. Tiên nước, có ai nhảy xuống nước vậy? Ủa sao mấy người tiên bước qua vậy? Tôi nghi động Siro quá ta. Chạy vòng vòng em nãy giờ á, chạy vòng vòng nãy giờ luôn á ta. Đâu quá. À chạy vòng vòng nãy giờ luôn á. Ôi trời ơi. Sao ai vậy? Siro đâu không? Đâu rồi? Anh đâu rồi? Đâu rồi? Sammy đuổi Siro mọi người ơi. Hơi nguy hiểm luôn. Sao mà đỡ được? Trời ơi. Quá, cái gì vậy? Cái gì mà Lô Rô đỉnh như vậy? Anh không thấy anh luôn. Ê, cái Lô Rô. Nghe hả? Ôi trời. Bây giờ để cây múa ra mọi người coi. Ơi hay là mình thấy trò này vui để mình ra mình đuổi bắt với chung với Sam luôn bạn ơi. Sam ơi. Múa đi. Sam ơi, tôi bên đây nè Sam ơi.
bên này nè. Quay cái đó. Trời ơi, này thì múa là này thì múa hả cay, này thì múa hả cay. Múa hả cay. Rồi, còn đang múa hả? Oh my god. Tôi đang múa nè. Ôi. Sam ơi, Sam còn ít thời gian lắm nha Sam. Lo mà đi kiếm người khác đi, đừng tuổi Rô nữa. Rô mấy màu rồi, Rô mấy màu rồi. Ê, nói cái trò gì bác để vui hơn đó mọi người. Thôi, đừng vậy, làm tôi buồn. Có nghĩa là tôi tìm tẻ nổi mà mọi người ra, mọi người giỡn đùa với con tim bé nhỏ của tôi vậy sao. Ok, thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình nên đi núp mấy bạn ơi. Mình không nên chạy vậy nữa, hồi nãy chạy đau tim quá bạn ơi. Nhưng mà chỗ này chắc an toàn đó bạn. Không nha, ông cái cần đứng chập tôi quăng nhau một cái là ông nằm luôn á. Đâu rồi, người đâu ta? Cái nơi này đến là em chỉ Sam thấy tôi rồi. Sam thấy tôi rồi các bạn ơi. Tôi phải quăng được ông. Lách đúng không? Lách đúng không? Lách chứ sao? Lách chứ sao? Định ông cay, định ông cay, định ông cay. Định ông rô, định ông rô. Múa đi bạn. Đâu rồi? Định ông rô, định ông rô. Đúng rồi, đúng rồi. Phải chạy, phải múa vô. Sao mà đuổi được? Sao mà đuổi được? Chứ có chịu vậy? Sao mà đuổi được? Sao mà đuổi được? Mọi người ơi, tôi nghe tôi không biết tình hình gì xảy ra, nhưng tôi nghe Sam là tôi muốn biến hình Husky và tôi gọi là uyển phong thay Sam. Sam chen gì? Sam chen gì? Sam gì? Được rồi, tôi đập được nó má. Không! Không! Hết vào đi! Hết vào đi! Trời ơi! Múa! Múa cho cô vô! Tại sao vậy? Tôi dướng! Tôi dướng vô cái tô mì các bạn ơi! Tôi dướng vô cái tô mì! Trời ơi là trời! Rồi! Hết giờ! Hết giờ! Hết giờ! Hết giờ! Rồi ok! Dạ may quá! À! Simmy nấp ở chỗ nào vậy Sim? Ủa? Ở ngay cái chỗ mật ong nè! À! Cái lọ mật ong! Rồi ca mui! Cái mũi đâu? Gì vậy? Ở bên này hả? À không, nhưng mà chị lò khác, lò khác. Trời ơi. Chị em mình cận quá. Tính ra mấy người này núp ở chỗ dễ lắm luôn á. Vậy mà Sammy vẫn không kiếm được, tức quá. Thôi tôi hy vọng là lần này sẽ là tôi sẽ là người đi tìm đi các bạn ơi. Vậy thì Camui sẽ được thêm một điểm, Sim sẽ được thêm một điểm. Ở chết rồi, Sim đang cao điểm hơn Đô ơi. Ủa, tôi không có điểm à, quên. Không sao, vui là được, vui là được. Ok, ok, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo. À khỏi khỏi nói luôn, giờ vô bắt đầu luôn nè. Giờ ai bắt trước đi, tôi bắt sau đi để tôi được đi kiếm. Okay. Ủa? Rồi. Sao Rô bấm đầu tiên mà Rô vẫn là phải là người đi tìm vậy? Gì kỳ vậy? Ok không sao. Đi kiếm chỗ nấp mấy bạn ơi. Nấp chỗ nào vậy? Cái này là cái gì ta? Cái tỷ lệ mà ấn đầu tiên mà vô được cái bảng đỏ đó là rất là thấp luôn á. Vậy mà đúng rồi. Anh đã tốt lắm nó mới được như vậy đó. Rồi ok. Ui chỗ này nấp hợp lý nè. Chỗ này hợp lý nè. Được được được. Tôi nấp ở đây. Mọi người ơi, mọi người nấp sắm chưa mọi người? Ok, tôi biết rồi nha. Xong rồi đúng không? Được rồi, bây giờ tôi bấm giờ rồi nha. 5 phút của Siro bắt đầu. Rồi ok. Mọi người nên nhớ rằng là cái người đang đuổi mọi người chính là Siro Official chứ phải là người bình thường. Đây! Đây! Rồi! 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 Thả đi tôi! Yêu em! Rô bảo Rô thương em, Rô yêu em mà Rô gọi là đánh em, Rô sai rồi. Em phong cho da đúng không? Đây. Ơ, em chỉnh cầm game bóng 1 thôi, không sao, coi như là cho em mạng đó đi. Trời ơi trời. Rồi, quá. Rồi, bảo thương em, yêu em mà đánh em là sai rồi, Rồi. Rồi, rồi, đứa này thôi. Rồi, rồi, rồi. Ôi mọi người ơi, tôi thấy có hai người chốt cực kỳ mạo hiểm luôn nè các bạn ơi. Nhìn nè, nhìn nè, mọi người có nhận ra chỗ này là ai không? Mọi người nhận ra chỗ này là ai không? Chỗ này là ai? Không, chỉ có mấy bạn fan xem video của tôi mới nhận ra thôi. Đây. Ai hả? Nhận quá.
Tôi mới giờ thấy Cairon chui vô trong cái lọ nước mắm, cái lọ canh đậu hay sao á, Cairon núp xong Cairon bị giết rồi các bạn ơi. Trời ơi trời. Ok, vậy là Cairon thua rồi. Ok, để mình xem coi chỗ trốn của những người của những người khác chỗ nào nha. Giờ chỗ của Sam nè, để mình tê bên chỗ Sam cho bạn xem nha. Ok, tê bên chỗ Sam nè. Sam núp đâu ta? Ồ, đỉnh đỉnh đỉnh. Ghê ghê. Oh my god. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Rồi, hiện tại bây giờ là Rô còn 1 phút 30 giây nha Rô. Làm sao làm nha Rô. Còn cả Mui với lại là mèo Simmy nè, ông đi kiếm đi. Simmy bị đánh. Tính ra là tôi mới vừa nói xong cái là tôi thấy Camui gọi là bị đánh trước mặt tôi luôn bạn. Simmy đánh đi nha, còn Sam thôi, Sam đâu? Tính ra là từ nãy giờ là gọi là hay nhất là kiếm được 3 người thôi mà ông Rô ổng kiếm được gọi là 4 người nè, ổng mà kiếm 5 người là ổng phá kỷ lục luôn á mọi người. Ba, từ từ, Sam hơi khó nha. Núp tỉ quá Sam ơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn có vừa thấy cảnh gì không? Mấy bạn có vừa thấy cảnh gì không? Tôi mới vừa thấy một cảnh rất là hay luôn. Ủa anh Rô ơi, Rô còn 30 giây nha, cố lên. Rô đang đi gọi là mò. Trời ơi, không sao, không trốn cho Diễn. Ra khè rô. Còn 5 giây. Còn 5 giây. Hết giờ. Thôi mà không sao. Mê dữ tao. Dù gì thì Rô cũng đã rất là xuất sắc khi mà kiếm được rất là nhiều người rồi. Ok, vậy là Sam sẽ được thêm 1 điểm. Đó. Hay quá, hay quá. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với gọi là trận tiếp theo nha mọi người nha. Rồi ok bạn ơi, vừa rồi là đã có 3 người kiếm rồi nè. Đó chính là người ta Siro nè, Camui nè, với lại là Simmy đúng không? Hay là Sam? À Sam. Đó vậy là bây giờ là chỉ còn lại mình Cairon với lại Sim thôi. Ok, bây giờ tôi còn để lại ở trong đây là đúng 3 lá cờ thôi nè. Giờ là ai xui xẻo lắm nè mới phải đi kiếm nè. Nhưng mà tôi ơi, bạn ơi, bạn ơi. Tôi muốn được xui bạn xẻo. Ơi, hồi nãy giờ mình chưa ấn vô cái cục này lần nào luôn á. Giờ để mình ấn cho. Rồi ok, cái bấm đi. Cái gì kỳ vậy? Tại sao vậy? Tôi trời đất ơi là trời. Rõ ràng á là tôi là người đi kiếm mà tại sao tôi vẫn không phải là người đi kiếm vậy? Trời ơi cay quá. Thôi không sao được rồi. Cay ơi, cay lấy cây kiếm 1000 nam nha cay. Lấy kiếm 1000 nam nha. Đưa cái kiếm đi rồi. Đưa cái kiếm đi. Rồi ok mọi người ơi. Đi trốn hồi nào, cay ơi, cay biết hết kỳ nha. Rồi ok. Tôi sẽ chơi lại gọi là chiêu cũ của tôi mọi người ạ. Tôi sẽ chơi lại chiêu cũ của tôi, tôi sẽ núp lại chỗ cũ của tôi. Hợp lý. Nào ta. Rồi, sao rồi đó? Không. Gì vậy? Được, bây giờ tôi sẽ biến nhỏ này à. Ok, bây giờ Phong chuẩn bị đếm thời gian cho mình nha Phong. À quên mất thời gian. Đợi xíu cay ơi, quay mặt chỗ khác. Rồi ok, 5 phút của cay, bắt đầu. Rồi ok, bây giờ đi kiếm. Siro nè. Ủa cái gì? Ủa sao vừa vô cái lại bắt được Siro vậy? Biết gì vậy? Không? Cái gì? Siro với chúng tôi nè, ghê chưa? Ủa gì kỳ vậy? Sao mà tự nhiên vừa vô? Camui nè. Ủa? Cái gì? Trời ơi, cái gì đâu mà mới vừa vô cái là cay, cay chém được hai người rồi. Ai mà kia đội hát rồi đúng không? Hai nhìn vậy mà hóa ra cũng mạnh phết nha cái. Trời ơi. Ủa nhìn vậy là nhìn thế nào? Thì thường thấy cay chạy trâu lắm mà giờ thấy ngầu. Kinh thường. Kinh thường mình đúng không? Được. Không chị thấy cay ơi nhưng mà mình nói bạn nghe nè. Sao một người đây nữa rồi? Ủa cái vậy? Ôi my god. Kiếm được cả mèo Simmy luôn kìa, ghê thiệt. Mà cay ơi, mình nói bạn nghe nè, 30 chưa phải là Tết. Bạn kiếm được 3 người nhưng mà cũng chưa phải gọi là chiến thắng đâu. Bạn phải kiếm được hết cơ. Được, ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm bạn. Cái gì vậy? Ôi, kì vậy? Sao kiếm mình? Ủa trời ơi. Mình có làm gì đâu. Nói bạn nghe nè, trong cái trò chơi này là không còn tình nghĩa anh em gì nữa đâu. Sam núp vậy mà cay không thấy. Hả? Trời ơi, sam núp vậy mà cay không thấy kìa. Cái đó, cái gì vậy? À, thì ra là Sam chơi lại chiêu cũ của mình. Chạy đi em. Đúng rồi, đúng quá. Cái gì vậy? Mì nè. Ê, trời bạn ơi, chắc là bây giờ mình phải đi gọi là xuống dưới đánh răng rửa mặt ăn cơm rồi đi ngủ một xíu. Chắc 6 giờ sáng mai chắc cay kiếm được mình các bạn ạ. Có thể thấy được Sammy, tức là nó cũng sẽ gần đây thôi. Ơi bạn ơi, lúc mà bạn đánh Sam thì tôi đã chạy chỗ khác rồi á. Đâu có dễ vậy, đâu có dễ gì đâu bạn. Cố lên cay ơi, sắp hết thời gian
đâu vậy ta? Sao mình không thấy vậy ta? Trời ơi. Nè. Hết giờ. Hết giờ. Yeah. Không đâu vậy hả? À sao mà cái chỗ này của Phong nó lộ lắm luôn mà sao cái không thấy nhở? Mấy bạn ơi, bạn có thấy mình không? Bạn có thấy mình không? Cai ơi, cái tê bơi là mình ơi, cái thấy mình à. Ủa, trời ơi. Phong đang núp ở trong. Phong đang núp ở trong cái ly trà bạn ơi đó. Vậy là mình được một điểm rồi. Rồi, mình được thêm một điểm nữa bạn ơi. Bây giờ mình chỉ cần kiếm được thêm điểm nữa thôi là mình sẽ bằng Simmy rồi. Mình sẽ thắng. Ok, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, Phong ơi, cố lên, Phong ơi. Ok, mình không thua. Ủa, người ta là chỉ có hơn điểm người ta mới thắng chứ đâu ra cái định nghĩa là bằng điểm là thắng vậy. Ý là bây giờ nè anh à, em nói nghe là thà mình bằng điểm á, mình còn đỡ nhục hơn là mình thua con gái, anh hiểu không? Trời ơi, trời. Ok, rồi ok bạn ơi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo. Thì trận này sẽ là trận giữa mình và Simmy. Rồi ok, bây giờ tôi con trai á, nhường gái bấm trước á, bấm đi. Cái gì vậy? Trời ơi. Đây là cái gì ta? Đây là mục tiêu của Phong mọi người. Oh my god. Trời ơi, tại sao tôi là tôi muốn tôi là người đi tìm mà tại sao vẫn không được vậy trời? Hồi chị cuốn đi tìm. Không, nếu như mà em đi tìm là em sẽ không được điểm. À, đúng. Đúng không? Em đi chỗ mới có được điểm. Ok. Xem ơi. Xem biết hình hockey sao chứ xin quay mặt chỗ khác đi mà chưa biết hình hockey kìa bà ốp mặt vô tường làm gì? Trời ơi. Cái nhỏ làm gì? Mình nhất quyết phải thắng được trận này cho nên là mình nghĩ rằng là thay vì bây giờ cứ núp thì mình cứ chạy đi. Mình nghĩ rằng Simmy sẽ không bắt được mình đâu bạn ơi. Rồi ok. Đúng rồi. Vô nha mọi người. Đây là mình nghĩ thôi mình à. Chưa. Mình nghĩ. Là đây mọi người. Ơi ơi, vậy bạn gì 321 người ta chưa trốn xong 321 rồi. Tưởng. Đúng chưa? Tưởng gì trời, lúc chưa. Mà người ta trốn, lúc mà bạn trốn người ta cho bạn thời gian trốn, lúc mà người ta trốn bạn đếm, bạn cho kỳ bạn. Ok, em nói gì đâu, em đếm ngược thôi. Một. Rồi ok, tôi trốn xong rồi đó. Chưa. Ok. 2 rưỡi. Đi tìm đi bà. Đi tìm đi bà. Trời ơi. Hồi nãy á đếm thì không chịu, giờ đếm thì trời ơi trời ơi trời. Tính ra nha. Tính ra cái trò là không có chuyện đếm đó bạn. Cái trò này là người ta trốn xong, người ta nói là ta đi trốn xong rồi. Bà ngồi bà đếm, bà rảnh rồi bà đếm xong, người ta chửi bà cái bà nói. Ôi giời ơi. Hôm nay này. Ôi những con người độc ác. Hôm nay vui tính lắm mọi người. Không có ai độc ác hết đó Sim. Cái mặt của em, cái mặt của nhân vật của em đây là con độc ác nhất đó Sim. Đó không phải độc ác, hết khi là một người bạn tốt, ok. Tôi là kỳ nè, tôi nhất quyết là tôi. Ủa? Phải thắng các bạn ơi, tôi phải thắng. Pam 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 pam. Mọi người ơi, đâu mất tiêu rồi đây. Gì anh? Chơi trò gì không? Ê, hỏi anh em ơi, hay bây giờ bọn mình làm chiến thần với nhau đi, được không? Được. 1 2 3 tiến lên. Sim ơi, bên đây nè, bên đây nè. Dĩ cay, dĩ cay, dĩ cay, dĩ cay, dĩ cay. Chạy vòng vòng, chạy vòng ơi, chạy vòng ơi, chạy vòng. Chơi trò mạo hiểm hả? Chơi trò mạo hiểm đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chơi trò mạo hiểm nè. Anh đi trốn rồi. Ông Phong ở đây nè, Phong ở đây nè. Cái gì mà Phong ở đây nè? Mà ông đâu chơi xe bèn gì vậy? Ông ơi, xe bèn gì vậy? Ông đâu xe bèn gì? Ông nói xin biết gì vậy? Ông nói xin biết gì vậy cái? Thì bạn bảo mình đang muốn chơi trò mạo hiểm mà mình. Nhưng mà đâu phải là bạn khai ra là mình đang ở đây. Trời ơi trời. Bạn gì? Bạn cái trò này đủ mạo hiểm chưa? Mạo hiểm quá mất kìa, tôi đang đúng muốn chết đó. Ông nói ơi chạy đi. Ơi cai đang nghe bắt một hay gì cai? Đâu có đâu. Ây da. Trời ơi là người luôn. Sim ơi, đi kiếm người khác đi, bạn cứ đuổi mình từ đây đến hết giờ cũng vậy thôi, mọi người sẽ được cộng điểm đó. Sim ơi, cố lên Sim ơi, đố bạn bắt được mình, đố bạn bắt được mình. Tôi đã nói mà mấy ông, tôi là kỳ này là tôi chơi. Đập ra Sim ơi, đập cái bánh kem đó Sim ơi. Ơi nè, không có chơi đập bánh kem nha. Ai chơi đập? Tôi chắc chắn các bạn sẽ không bắt được tôi. Không đập nha, tính ra hồi nãy là Sammy chơi đập là Sammy ăn gian rồi đó. Hồi nãy Sam chơi đập kìa, Sam chơi ăn gian. Sam biết gì đâu, Sam Ủa, sao em mới giờ thấy Simmy lắc cái Simmy lại gần em vậy mọi người? Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Tác dụng của việc lắc game mấy bạn. Mấy người không thể ra làm chiến thần. Ơ ơi, ra đây phụ em đâu ơi. Một mình em không thể trong trò này được. Một mình em không thể trong trò này được. Trời ơi. Chạy đi ba ơi, đừng chạy vòng nữa Phong ơi ơi. Một mình em không thể nào chống chọi được. Ôi, em sợ. Em sợ rồi đây cuối. Em sợ rồi, em sợ rồi, cứu em rồi, em sợ. Em sợ rồi, em sợ.
chạy nhanh đi, chạy ngay đi Chucky, môi đưa tôi từ từ hơn. Chạy ngay đi Chucky, môi đưa tôi từ từ hơn. Hát cái gì vậy Phong? Em đuổi không? Đúng rồi. Đuổi thế nào được, đuổi thế nào được. Trời ơi, trời ơi. Đuổi không được đâu, đuổi không được đâu, đuổi nữa. Tiếng la của Phong không ạ? Đừng đuổi nữa, đừng đuổi nữa, không đuổi. Không đuổi được đâu, đừng đuổi nữa. Lại là cái bánh kem đó, lại là cái bánh kem đó. Tôi chơi trò cũ thôi, chơi trò cũ thôi, gì đâu. Cố lên Phong ơi, cố lên, cố lên. Sắp hết giờ rồi Phong ơi, còn mấy phút rồi Phong ơi, cố lên Phong ơi. Còn mấy phút rồi, mấy phút có lâu lắm nè, mấy phút có lâu lắm. Cố lên Phong ơi, cố lên Phong ơi. Cố lên Phong ơi, cố lên, cố lên Phong ơi. Phong ơi, Phong sẽ làm được mà Phong. Phong sẽ làm. Ông ngồi mang một bản thân ngọng mà tôi muốn mệt luôn mọi người. Mọi người có ai đang quay cam, quay cam cái cảnh này giúp tôi cái, tôi đang chạy. Tôi đang chạy hết sức mình đây mọi người. Đây tôi đứng đây, tôi đứng đây mà tôi vẫn gọi là nhàn hạ bãi mọi người. Cứu tôi với. Cứu tôi. Thế giới này thật là bình yên. Mùi ơi, mùi ơi. Em thế giới của chị đang rất bình yên, em đừng gọi chị. Em ơi, em ơi, nói buồn này là vì ai? Mùi ơi. 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 Mùi ủa đúng rồi, anh em cầm cầm lồn kiếm rồi. Cãi bạn, cãi bạn, cái này là tại bạn chứ không phải tại mình này, hiểu không? Ôi mọi đứa đó là bông chết rồi đó. Vậy em đánh tay gần tại bạn rồi, tại mình. Hết giờ, hết giờ. Yeah, mình cầm lồn kiếm hả? Yeah. Không, không, mình sống hay là đã chết hả? Còn sống, còn sống. Trời ơi, mừng quá. Ủa, sao lại tay lại kiếm nhờ? Xin chúc mừng, Sido được thêm một điểm, Mui được thêm một điểm, Phong được thêm một điểm và Sam được thêm một điểm. Trời ơi, bằng rồi, bằng rồi, bằng rồi, bằng rồi, bằng rồi. Hay quá. Bây giờ nè, sẽ đến với cái trò tiếp theo mới căng thẳng nè. Tôi sẽ là người đi kiếm cuối cùng mấy bạn ơi. Coi như tôi xác định là tôi không thắng được á, cho nên tôi sẽ giúp cho hội anh em thắng. Với lại nói thế thôi, chắc gì Phong đã bắt được mà trời ơi. Gãy đi, gãy đi. Cái ơi, mình làm gián điệp cái ơi. Được anh ơi. Được, được, mọi người. Mọi người hỏi anh em coi hội chém ở đâu, chỉ tôi để chiến thắng hiện thắng. Ôi, cảm ơn em đứng kế anh nè. Xong rồi nha. Xong hết chưa? Nha. Rồi ok, tôi đi kiếm nha. Ok rồi, 5 phút cũng không cần. Bắt đầu. Rồi tôi đi kiếm đây. Tôi đi kiếm đây mọi người ơi. Được. Ông tài em nha. Nói là gián điệp chứ thật ra ông có biết hội chị em ở đâu đâu mà gián. Ông có biết đâu. Cái gì? Gì mà? Gì mà coi. Thật ra là anh biết sao ở đâu nè, nhưng mà chỗ đó em quen thuộc lắm, nên là anh không chỉ không? Không, chỗ đó em quen thuộc lắm. Tại vì ông đô nói chi, tại vì tôi quánh ông đô nè. Em bị kiếm là em tới quánh anh đầu tiên nha. Nói chuyện. Em vô gì á, không thấy gì hết trơn á. Không thấy gì hết trơn á, tự nhiên không thấy gì hết trơn. Không thấy gì hết trơn. Lành rồi đấy, không ai thấy là sao. Cai ơi, Cai phải trốn cái chỗ của anh mới là hợp lý nè Cai. Em nhìn lên trên đi. Trời, giúp gồ trời. Em mà núp ở đây là đúng bài luôn á. Ồ, giúp gồ, núp chỗ này á, trời không kiếm được luôn á. Ồ, cái mát súp này ngon quá nè. Cái gì vậy? Ok. Không, em đang ăn mát súp ngoài đời. Em đang quá súp ngoài đời, em đang ăn súp miso. Ok, mát súp đúng không? Để mình lại mình quách súp cho coi nè. Wait a minute. Oh, quách súp là biết à. What's up bro? Súp nào súp ngon quá. Ui. Trời ơi bạn ơi, Sammy nằm mà Sammy thò cái chân ra ngoài. Coi như là Sam trốn lại đi, Phong kiếm lại luôn. Phong là quân tử rồi. Dễ sợ luôn á trời. Mấy ông nội nè. Trốn kìa, tôi thấy ông rồi đó. Nhìn thấy ghét không? Đứng đây. Để tôi qua cho. Em có công nhận không? Cái chỗ này mà Cai trốn là hết nước chấm luôn đúng không? Không nhận. Ủa, cái chỗ này mà Cai trốn là hết nước chấm luôn á. Hồi nãy thấy rồi. Thấy rồi. Sao mới đúp kiểu gì vậy sao? Chạy làm sao mà được? Chạy làm sao mà được chứ Phong? Chạy làm sao mà được chứ Phong hả Sam? Chơi kì à. Cây cái gì? Cây nè. Oh my god. Theo chị nhớ
của tôi thì Phong đã bảo rằng hay là không thấy gì hết, không thấy gì hết. Để Sam thắng đi như thế này là sao? Thì ra đây là lý do Sam thắng mọi người. Trời ơi, em đứng lù đây không thấy gì hết trơn, bị màu á. Không thấy gì hết, tôi đâu có thấy gì đâu. Cay thật sự. À người ta không thấy, người ta bảo không thấy rồi, sao giờ? Đúng rồi, sao giờ? Thấy người ta bảo không thấy rồi, vậy chịu rồi. Mọi người lấy lại công bằng cái hội chị em. Mọi người yên tâm là cả Phong không thể làm mà thấy cả Mui được. Yên tâm. Me too. Mui thằng mình vậy. Từ nãy tôi ngứa tay lắm đó mấy ông, tôi ngứa tay lắm mà tôi không muốn đánh. Ngứa tay lắm. Ngứa thì phải gãi nha Phong ơi. Rồi xong, 30 giây cuối cùng. Cao ơi, lên chạy đi Cao ơi. Sao chạy? Ủa, anh em mà. Phong tay là boss, Phong tay là boss nè. Tôi giết hết. Phong tay là boss nè, mọi người giang hả? Tôi giết hết. Tôi cay quá. 30 giây cuối cùng. 30 giây cuối cùng tôi giết hết. Rồi ok. Tôi chấp nhận tôi thua luôn. Tôi nghe gãy tôi cay tôi giết hết. Ok bạn ơi, coi như là video hôm nay hội chị em thắng rồi, được chưa? Kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Được. Tạm biệt. Tôi cay quá. Tạm biệt. Bye bye. Không chơi nữa.